Giờ mẹ nói đi xuống. Bà không biết đi đường nào đây. Nó có hai đường lên. Một đường thì lên bên kia, bên núi bên kia, chỗ mình gửi xe. Cái chỗ này mình không nhớ mấy là mình chưa từng đi. Thôi cho mấy bạn xem mới quay từ đây tới. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Hồi nãy là mình tước ở trên đó rồi mình đi xuống. Rồi bây giờ đi đường này. Nói chung là mình đi một vòng. Đây mình thử ra đây coi nó có cái gì. Mình đi ra đây coi nó có cái gì đây. Có gì cảnh đẹp gì. Có gì à. Đây thì mình nhìn thấy mấy dài năm giếng và lúa kết thì nằm bên này, lúa kết nằm bên này. Có gì hết em? Ngược ra lại. Ồ, mấy cái này là mấy vỏ con sâu luôn. Nó lột vỏ. Dạ, yeah, có người đang đi xuống. Đó, người ta đang xuống. Ủa, người ta xuống đường này mau vậy? Sao lâu vậy? Vừa nãy mình đi rồi, sao người ta đi rồi? Mình đi về đi về chơi. Ồ. Đó, mấy người ta đi xuống cùng mình. Ồ, mình có cũng có người đi xuống theo. Đó, mấy người đó đi xuống. Thôi, mình đi ra. Quay phim làm kỷ niệm của những chuyến đi, chuyến đi núi Trà Sư, thị trấn Nha Bàn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Quê ta đẹp lắm các bạn ơi. Núi Trà Sư này rất là màu. Dạ. An Giang là vùng thất sơn mỹ núi. Rất là tuyệt vời. Chia sẻ cho các bạn xem. Các vị Phật tử viếng ba bái chùa trên núi. Sắp sửa xuống tới chỗ gửi xe rồi. Thiệt không? Thiệt. Sư phụ. Quá đẹp. Đó. Ở đây là phong cảnh rất là thiên nhiên. Dạ.
Dạ, dạ, đó, ta bỏ dép, mình bỏ dép theo, đi vô ăn chở ra rồi đi vô không về. Rồi đi lễ không chị? Trời ơi, con cuốn chiếu nè. Sư Huynh là ở đâu rồi sư Huynh? Ở thành phố Châu Đốc dạ. Châu Đốc hả? Dạ. Ồ, cũng gần đấy mà. Dạ. Đốc Châu, Châu Đốc nha. Cô chú này là từ chợ mới tới. Nè. Dạ. Không mà. À. Dạ. Rồi, dạ, xuống đây nha. Anh đi hồi nào giờ? Cũng là một tỉnh An Giang với nhau. Rồi đi hai xuống đây nha. Anh đi hồi nào giờ? Dạ, từ sáng giờ. Vậy hả? Với hai người hả? Dạ. Vui không? Vui không? Quá vui, quá thoải mái. Vùng bảy núi là rất là đẹp. Quá tuyệt vời. Không khí trong lành. Vui không? Vui. Quá vui. Rất là vui. Vùng bảy núi là rất là đẹp. Quá tuyệt vời. Không khí trong lành. Đây mình chia sẻ cho mấy bạn xem là đây là ở núi Trà Sư. Có đường lên mà phong cảnh đây rất là đẹp. Mình rất là vui vẻ, vui chia sẻ cho mấy bạn xem những cái cảnh đẹp của quê ta. Và những cảnh đẹp hoang sơ, thiên nhiên kỳ bí. Qua wow, góc nhìn này rất đẹp. Những cảnh đẹp rất là đẹp. An Giang mình còn nhiều cảnh đẹp lắm các bạn ơi. Hôm nay mình đi đến núi Trà Sư. Núi Trà Sư này độ cao khoảng 150m nhưng so với mặt biển, nhưng mà con đường đi rất là thoải mái và rất là dễ đi và không khí rất trong lành. Từ bên núi Trà Sư mình nhìn qua núi Ông Két, núi Dài Năm Giếng. Rừng núi thì có cây xanh nhiều thì phải có muỗi rồi. Vậy mình nói là đứng một chỗ là phải nhảy đầm, tại vì muỗi rất là nhiều, mà muỗi con nào con đó bự bự không? Muỗi rất là nhiều. Mình chia sẻ video này cho mấy bạn xem. Mình rất là thích. Cảnh này rất là đẹp. Đẹp, đẹp lắm mấy bạn ơi. Nếu mà bạn mà không được tới nơi này đó thì rất là vui. Mình vợ chồng mình rất là vui vẻ, vui chia sẻ những cái video vợ chồng mình tới. Đây là núi rừng. Phong cảnh rất là hoang sơ. Phong cảnh. Phong cảnh rất là hoang sơ. Muỗi nhiều là tại vì nó có cây xanh rất là nhiều. Là tại vì nó rất là hoang sơ. Thì nó phải có muỗi rồi, cái này là. Mà muỗi cũng rất là nhiều. Muỗi rất là nhiều. Đó. Núi này là núi Trà Sư. Dưới tháng này nó cũng là như hôm nay mình đi đó, là trời nó không có ánh nắng mặt trời. Hôm nay trời nó cuối tháng 11 rồi, sắp qua tháng 12 dương lịch rồi. Rồi sắp qua tháng 12 dương lịch rồi, Noel tới rồi. Còn thêm tháng nữa là Noel tới rồi. Thêm 3 tuần. Hôm nay trời thì nó không có nắng. Rồi, ok. Mấy bạn thấy không? Cái chỗ này nó dốc, nó mình biết nói sao? Nó này có ánh sáng đẹp cực kỳ. Đường đi. Này có ánh sáng đẹp cực kỳ.
đường nó cũng thấy cũng dễ đi lắm mà tới chiều rồi nó hơi tối. Đường không mà đường dễ đi thiệt. Mùa hè mình sẽ lên thêm lần nữa. Nếu mà có thời gian. Nó có cầu thang đây. Không mà đường dễ đi. Đường dễ đi. Mà có cầu thang đây này đó. Có cầu thang xuống. Mùa hè mình sẽ lên thêm lần nữa. Nếu mà có thời gian. Mình không có hứa nhưng mà mình sẽ có thời gian mình sẽ đến quay phim là kỷ niệm. Đường này có đường đi mà mũi nó chứa dần rồi mũi. Đây là bỏ chạy rồi đó. Chiều to cũng hơi chiều tối rồi đi xuống. Mấy người kia người ta đi nhanh quá, mấy người chợ mới ta đi nhanh lắm. Mình vừa đi vừa chơi, đi vừa ngắm cảnh. Hai chồng mình đi thông thả ngắm cảnh quay phim làm kỷ niệm của chuyến đi này và rất là vui chia sẻ cho mấy bạn xem. Có con đường hả? Bật quá dễ đi mà mũi nhiều quá. Đây là con đường, nếu mà trời mưa chắc cũng hơi cực lắm á. Hôm nay thì tháng 11 rồi, qua sáng tháng 12. Còn thêm tháng nữa thôi em ơi. Tại vì mấy hôm nay trời mưa đó. Hôm nay thì tháng 11 rồi, qua sáng tháng 12. Còn thêm tháng nữa Noel rồi. Thêm 3 tuần thôi bà. Thêm 3 tuần nữa là Noel rồi. Thì trời nó cũng hơi lạnh. Cái này xuống bên này chết rồi. Trời nó hơi tối nhanh. Người ta nói là tháng 5 chưa cười, chưa ngủ đã sáng hả? Cái này xuống bên này chết rồi. Không sao, đi đi. Tới trên núi chuột, cứ đi đi em. Rồi, mình phải lội bộ lên lại rồi. Rồi, phải lội bộ qua đường kia. Xuống tới trên núi chuột, cứ đi đi em. Rồi, mình phải lội bộ lên lại rồi. Rồi, thì phải lội bộ đi qua đường kia. Không sao đâu em. Kia đi. Chết. Cái này đi qua đường này rồi. Qua tới chùa luôn. Phải đi lên trên tuốt trên kia rồi. Kệ đi không sao đâu. Phải lội bộ lại rồi. Mình đi thông thả mà. Thông thả này. Là đi ra tới cái chùa. Chùa này sư cô đó đó. Chùa này là chùa gì đây? Chùa này sư cô đó đó. Chùa sư cô không đâu phải chùa sư cô đó. Chùa sư cô không đâu phải chùa sư cô đó em. Đi. Rồi chùa, không biết là chùa gì đây. Chết rồi phải lội bộ. Chết rồi phải lội bộ. Kệ đi. Phải lội bộ đi. Tại chú nó cầm này lội bộ lên. Rồi, tại chú nó cầm này lội bộ lên. Đi.
Rồi bây giờ mình cúp pê tới cái ngôi chùa này, ra khỏi tới ngôi chùa này luôn. Mình rất là ngôi chùa gì. Hai chú cứ đi. Em ướt hết rồi. Mình Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây nhìn. Đi ra tới chùa này luôn. Thì mình đi ngược ra lại. Ngược ngược lên lại chắc em. Xa lắm á. À. Bộ lên xa lắm á. Phải ngược lại. Trời ơi, đi quá xa luôn. Ra tới ngoài đây luôn. Mà xe mình đậu tốt trên kia rồi. Bó tay. Thôi. Ra tới ngoài ô. Quay này luôn. Ngoài lộ này luôn. Wow. Quá lại ra tới ngoài đây luôn, trên núi. Giả sư ra đây. Wow.